Trở lại với kênh Móc Len Homemade. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một kiểu váy mới. Loại này thì hầu như mình thấy là ít có người hướng dẫn, đó là móc váy đưa tôm cho bé. Kiểu này thì mình thấy nó cũng khá là, không gọi là quá phức tạp, nhưng mà tùy theo các bạn sử dụng kiểu mẫu như thế nào thôi. Cái kiểu dáng nó thì váy nó cũng sẽ giống với những loại váy khác, nhưng mà do mình sẽ chọn cái kiểu móc như thế nào cho nó phù hợp với cái váy và thời tiết. Như là mùa nóng thì các bạn có thể sử dụng dạng sợi để nó mát hơn. Còn nếu vào mùa lạnh, còn vào thời tiết lạnh thì mình sẽ hướng móc sợi len để có thể ấm cho bé chẳng hạn. Ở đây mình sẽ móc cho bé 2 tuổi, thì trong quá trình móc thì mình sẽ nói thêm cho các bạn để các bạn có thể áp dụng. Các bạn có thể móc cho cả bé nhỏ hoặc là người lớn. Kiểu này thì mình chọn là những kiểu đơn giản nhất, còn có thể với lại là những cái kiểu móc. Ở đây mình chọn kiểu móc khá là đơn giản, các bạn có thể tự móc được, không có gọi là quá phức tạp. Còn nếu mà do đây mình móc cho bé, mình không có may váy lót, cái vải lót bên trong, nên mình chọn cái kiểu móc nó khá hơi kín chút xíu để khỏi các bạn móc. Còn nếu mà các bạn áp dụng để móc cho kiểu người lớn thì các bạn có thể lựa chọn cái kiểu móc thoải mái hơn, mỏng ấy là nó thưa hơn chẳng hạn, để các bạn có thể may vải lót. Thì người lớn là váy nó cũng sẽ may vải lót vô trong cái váy. Kiểu móc này thì mình thấy là nó, mình chọn cái kiểu khá đơn giản, nên ở đây mình sẽ chọn hai loại. Đó là lý do mình chọn hai loại, vì bình thường các bạn sẽ thấy cái phần váy trên của nó. Anh là được rồi, anh đếm số, biết nói chuyện là mệt lắm. Được rồi. Các bạn thấy bình thường mấy cái váy thì cái phần trên lúc nào nó cũng sẽ cứng phơm hơn. Cái phần váy xòe với xòe thì chúng ta sẽ chọn những cái loại sợi mỏng hơn, nên ở đây mình sẽ sử dụng dạng sợi cô tông Nhật như thế này. Còn cái phần phía bậc trên á, cái phần thân áo phía trên á, thì mình váy á, thì mình sẽ chọn loại cô tông Việt Nam để cái phần cái phơm nó cứng hơn. Mình thấy là sợi, hai loại sợi này khi các bạn móc hay là các bạn đem giặt á, nó vẫn không bị xù, vẫn giữ lại cái phơm ván dáng, giống như là cái áo mà hai dây lúc mà trong video trước mình cũng có hướng dẫn rồi. Cái loại đó thì quay trở lại với kênh Móc Len Homemade. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một kiểu váy mới, đó là móc váy đuôi tôm cho bé 2 tuổi. Trong quá trình móc thì mình sẽ nói thêm cho các bạn để các bạn có thể áp dụng cho móc cho bé nhỏ hơn hoặc là người lớn chẳng hạn. Tại vì ở đây mình chọn những kiểu móc đơn giản nhưng mà nó hơi kín chút xíu, tại vì mẫu váy này cho bé thì mình sẽ không may thêm vải lót. Còn nếu các bạn móc cho người lớn, các bạn có thể lựa chọn những kiểu những cái kiểu móc á, nó phức tạp hơn, thì các bạn để may cái vải lót nó sẽ không thấy phía trong. Nên ở đây mình móc những kiểu đơn giản với là nó phần kín chút xíu vì cho bé, nên tại vì bé còn mặc phía quần trong, quần chiếc ở trong, nên chúng ta sẽ không cần may cái vải lót. Nên mình móc cái kiểu khá là đơn giản với là nó hơi kín hơn cho bé nha các bạn. Trong quá trình móc thì mình sẽ nói sơ cho các bạn cách tính như thế nào, hay là cách đo, để cho các bạn có thể áp dụng cho những bé nhỏ hơn, hoặc là có thể là áp dụng cho cả người lớn nữa. Cái mẫu móc váy đuôi tôm này thì thật ra cái phơm dáng váy nó đa phần nó sẽ giống nhau, chỉ khác cái phần xòe phía dưới thôi. Bình thường các bạn móc váy bánh bèo hay là váy đuôi cá chẳng hạn, nó cũng sẽ giống tương tự, nhưng mà chúng ta sẽ lựa chọn cái kiểu dáng nó hơi khác chút xíu. Và các bạn có thể trang trí cho nó khác thì nó sẽ ra cái kiểu váy nó sẽ khác nhau. Nên hôm nay thì mình sẽ chọn hai loại sợi. Ở đây mình sẽ sử dụng sợi cô tông Việt Nam và sợi cô tông Nhật như thế này. Lý do mình chọn hai loại, tại vì các bạn thấy những cái mẫu váy cho bé, còn cái phần phía ngực á, hay là cái phần thân trên của cái váy á, là cái phơm nó hơi cứng chút xíu, nó dày dặn, nó ôm. Còn cái phần dưới thì nó xòe, nó mọc, nó cảm giác mềm mại, nó xòe hơn. Nên mình sẽ dùng hai loại, loại cô tông Việt Nam thì mình sẽ sử dụng cho cái phần phơm phía trước, phía trên cái váy, còn ở phần xòe mình sẽ dùng cô tông Nhật. Hai sợi này mình thấy là khi các bạn móc hay là các bạn đem giặt ở trong máy giặt, nó vẫn giữ cái phơm với lại nó không bị xù, giống như cái váy hai dây lúc mà mình có hướng dẫn cột chữ V á, thì mình đã thử đem mặc rồi đem giặt đi, nhưng mà nó vẫn giữ, nó không có bị xù, không có bị nhầu hết, nó vẫn giữ cái phơm
y chang luôn, tại vì hai sợi này nên mình rất yên tâm các bạn có thể sử dụng hai loại này. Trong sợi này các bạn có thể sử dụng cả sợi Vico hoặc là sợi cô tông, mình thấy nó cùng chất liệu thì các bạn có thể sử dụng luôn. Nhưng các bạn lưu ý cho mình á, tại vì mình như mình thấy là cái sợi này á, là nó một cuộn to, người bán họ sẽ chiết ra một cuộn nhỏ tầm khoảng 100 gram giống như thế này. Thì cái sợi này mình thấy nó có hai dạng khác nhau, giống như ở đây mình sẽ cho các bạn xem như thế này. Nó cùng một màu, các bạn lưu ý nha, mình thấy là nó cùng một màu luôn, nhưng mà khi mình sử dụng xong mình mới biết nó là hai loại. Cái loại này á, tại vì phần đầu mình hơi dài dòng chút xíu, tại vì mình sẽ giới thiệu để cho các bạn dễ hình dung luôn. Các bạn phần sợi này á, là nó sẽ có 6 chập, 6 sợi chập lại giống như thế này, nó sẽ nhỏ. Khi các bạn móc thì nó sẽ nhỏ giống như thế này. Đây nè, nó sẽ mỏng và nó nhỏ giống như thế này. Còn cái sợi cũng là cô tông Nhật luôn, các bạn nhìn nè. Đây, mình móc thì nó cảm giác nó hơi dày chút xíu, nhưng mà khi mình đếm ra lúc mình móc mình thấy nó hơi dày. Rồi bắt đầu mình sẽ lôi với sợi đếm ra thì nó tổng cộng tầm khoảng gần 10 sợi. 9 sợi, tầm khoảng hình như là 9 hoặc là 10 sợi gì đó. Nên khi các bạn móc ra nó sẽ dày hơn cái sợi này. Thì mình cảm giác hai sợi này nó gần giống nhau, chỉ riêng sợi cô tông Việt Nam á thì nó nhiều, nó cũng cảm giác nó nhiều nhưng mà nó xe tròn lại thì cảm giác nó cứng hơn. Còn sợi này nói chung nó nằm tầm trung á, nó không có quá mềm hoặc là không có quá cứng thì lần này các bạn có thể móc váy được. Còn nếu mà các bạn muốn thì các bạn có thể lựa chọn cái phần sợi cũng là cô tông Nhật hay là Vico, nhưng mà các bạn lưu ý các bạn nên lúc mà mua các bạn nên chọn là loại 6 sợi chập lại hoặc là 6 hoặc 7 sợi chập nhỏ chập lại như thế này thì móc cái vòng váy nó sẽ nhẹ hơn. Còn ở đây thì cái loại này các bạn vẫn xài được thì cũng, nhưng mà cái form nó hơi cứng so với cái sợi mỏng kia thôi. Ở đây thì mình sẽ sử dụng cái phần dây kéo màu trắng, tại vì ở đây mình sử dụng sợi trắng nên các bạn sử dụng dây kéo màu trắng phía sau. Còn cái vải lót á, thì nếu các bạn thích thì các bạn có thể làm vải lót, còn không thì không cần cũng được. Ở cái phần này thì mình sẽ chia ra 3 phần. Thứ nhất là phần ngực áo, vật váy, phần đuôi và cái phần trang trí cả cái phần cổ và dây cho phần áo nữa nha các bạn. Đầu tiên thì các bạn ở đây thì mình sẽ sử dụng kim số 3 giống như thế này. Sợi mình thấy cái kim này là móc, nếu mà móc sợi cô tông Việt Nam giống như thế này thì các bạn nếu móc váy áo á thì cái form này nó vừa đủ, nó không có quá mềm cũng không quá cứng. Còn nếu các bạn muốn to hơn thì các bạn có thể, đúng không, cảm muốn cho nó mềm hơn thì các bạn có thể sử dụng kim 1.5 hoặc là 1.9 thì cái nó sẽ nhỏ hơn chút xíu. Rồi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn phần này luôn. Đầu tiên thì các bạn sẽ lên cho mình một bính này, sau đó các bạn sẽ gầy lên cho mình là tổng 151 mũi như thế này. Các bạn sẽ gầy lên cho mình là 151 mũi. Các bạn móc như thế này. Các bạn sẽ gầy lên cho mình 151 mũi nha. 151 bính nó sẽ như giống như thế này. Thì các bạn lưu ý nha, ở đây để mình cảm giác cái phần móc nó mềm mại, nó có độ giãn hơn nên mình sẽ móc cái phần nới bính nó sẽ nới hơn là các bạn móc chặt. Các bạn sử dụng cho mình cái dạng thước dây như thế này để các bạn đo cho bé cái phần, bắt đầu đo cái phần ngực. Nếu mà bé còn nhỏ thì tại vì cái phần bụng, các bạn lưu ý nha, bụng bé nó sẽ rất là nó sẽ to hơn thì các bạn có thể đo cho mình cả hai phần bụng lẫn phía trên ngực. Nhưng mà mình chỉ móc từ phần, bắt đầu từ cái phần ngực phía gần nách xuống cho tới cái phần eo thôi, nên cái phần bụng chắc mình không cần thiết. Còn nếu mà bé nào to hay là mập thì các bạn có thể đo để các bạn xác định cái phần bính. Thì các bạn có thể sử dụng thước dây để các bạn sẽ đo cho mình là nó sẽ rơi tầm khoảng 50 cm. Đo vòng tròn là 50 thì các bạn có thể móc cho mình dư thêm khoảng tầm 1 đến 2 cm nữa là khoảng 52. Thì các bạn sẽ móc số bính tương đương với số cm đó. Thì cái phần ngực áo hoặc là cái phần trên của cái phần váy á, thì các bạn chỉ cần xác định cho mình là cái số bính nó sẽ tương đương với cm mà các bạn sẽ đo quanh cái phần ngực của bé để chúng ta sẽ móc phần trên giống như thế này. Ở đây mình chỉ đo ra là khoảng tầm mình dư khoảng 2 cm. Thì trong quá trình móc thì các bạn cả người lớn lẫn
trẻ nhỏ, nếu mà người lớn thì các bạn sẽ biết đo cái phần nào rồi đúng không? Còn trẻ nhỏ thì các bạn sẽ đo phần bắt đầu gần phần nách cho bé. Đo ngang vòng qua luôn thì bao nhiêu cm thì các bạn sẽ móc cái số bính tương đương với số cm đó, rồi sau đó các bạn có thể cộng cho mình tầm khoảng từ 1 cho đến 2 cm nữa là nó sẽ ra cái phần thân váy phía trên. Thì mình sẽ áp dụng cái phần đo giống như thế này, như vậy cho cả người lớn vẫn trẻ nhỏ, thì cái phần trên của phần cái váy á thì các bạn sẽ đo tương tự như vậy, như thế này. Thì các bạn có thể tăng size theo tùy bé, thì bé lớn hơn thì các bạn có thể đo bao nhiêu thì các bạn có thể tăng số bính như thế này. Bình hoa. Sau đó thì các bạn tiếp tục sẽ, ở đây mình sẽ sử dụng mũi nửa kép. Tại vì cái phần mũi nửa kép nó cũng không gọi là quá hở hoặc là quá nhỏ. Nếu mình sử dụng mũi đơn thì nó sẽ hơi bị cứng cái phần váy cho bé. Còn các bạn nếu sử dụng mũi nửa kép nó sẽ bị hơi hở. Nên đây mình sẽ sử dụng mũi nửa kép. Thì các bạn sẽ đâm cho mình vào chân thứ ba. Nếu mà các bạn đã xem video của mình nhiều lần thì các bạn sẽ biết lúc mình móc bính như thế này mình sẽ chọn vào chân móc nào. Mình sẽ đâm vào chân. Mình thấy những người khác họ sẽ hướng dẫn cho mình đâm vào nửa chân thế này, nửa chân như thế này, nhưng mà khi cái móc của mình thì các bạn sẽ lật cho mình ở phía sau này, các bạn sẽ đâm cho mình ở vô góc phía sau như thế này, đâm vào chân thứ ba các bạn sẽ móc cho mình một nửa kép đó, tương tự như vậy thì các bạn sẽ móc cho mình đâm vào phía sau, móc cho mình là toàn bộ mũi nửa kép hết. Thì tổng cộng chúng ta sẽ có cho mình là 150 mũi nửa kép như thế này. Ở cái lý do thì mình đã nói nhiều lần rồi nên mình sẽ không nhắc lại nữa. Khi các bạn móc xong á, thì mình sẽ cho các bạn xem lý do vì sao mà mình sẽ móc ở phía chân phía dưới thay vì móc nửa cái chân bính của cái phần móc ship. Rồi các bạn cứ móc như vậy cho đến hết hàng thì móc toàn bộ cho mình là mũi nửa kép hết nha các bạn. Này như thế này. Các bạn lưu ý nha, để cái phần váy nó không quá cứng thì các bạn móc đừng có quá siết chặt cái phần bính. Các bạn móc nới hơi lỏng lỏng như thế này, không quá lỏng nha các bạn. Kiểu là móc vừa tay á, không có siết chặt cũng không có nới lỏng quá. Lỏng quá nó sẽ bị dễ bị nhẩu á. Cảm giác như cái phần váy nó không có cứng cáp mấy nha các bạn. Giống như thế này. Móc cho mình đến hết hàng. Đến hết phần bính giống như thế này thì các bạn sẽ dừng lại, mình sẽ hướng dẫn tiếp. Đây thì mình đã móc xong cái phần mũi nửa kép như thế này. Thì các bạn để ý không? Cái phần mũi nó sẽ không có bị quá hở, nó sẽ kín hơn là các bạn móc một phần mũi kép. Tiếp tục ở hàng thứ hai thì ở đây mình sẽ sử dụng là mũi bỏ chân, có nghĩa là móc một chân sau đó lên một bính rồi sẽ móc tiếp. Rồi tiếp tục các bạn sẽ lên cho mình là hai bính, sau đó các bạn sẽ móc cho mình ở chân đầu tiên là mũi nửa kép như thế này. Sau đó tiếp tục thì các bạn sẽ móc cho mình lên một bính như thế này, sau đó bỏ một chân móc vào chân thứ kế tiếp này, giống như thế này đó. Sau đó tiếp tục lên một bính, sau đó móc cho mình chân tiếp tục này. Đó các bạn sẽ lặp đi lặp lại như vậy cho mình đến hết hàng. Nhưng mà khi các bạn móc cho mình này thì cái phần đuôi này nó sẽ còn lại là ba chân. Xin lỗi các bạn vì một chút trạc chút xíu rồi, do nhóc mình nó quậy cái camera. Rồi, giống như mình đã nói thì cái phần chân cuối cùng thì nó sẽ còn lại ba chân, thì các bạn sẽ không móc giống như còn như vậy nữa, nhưng mà các bạn sẽ móc cho mình là ba chân cuối là mũi nửa kép hết. Để các bạn sẽ giống như phần này này, mình sẽ chừa cái phần mũi nửa kép phía bên hông để các bạn sẽ còn móc cái phần viền cho cái phần dây kéo nữa, nên các bạn sẽ không móc liên tục như thế này. Thì các bạn sẽ móc cho mình đến gần cuối hàng. Thì giống như thế này, thì gần cuối hàng là giống như ở đây là các bạn sẽ móc cho mình là phần hở chân. Thì ba chân cuối các bạn móc cho mình là toàn bộ mũi nửa kép hết. Còn lại ba chân giống như thế này thì các bạn có thể móc thêm một chân bỏ ô nữa. Nhưng mà giống như mình đã nói thì để cái phần chúng ta còn móc viền cho cái phần dây kéo, nên các bạn sẽ móc cho mình là mũi nửa kép như thế này luôn, là ba chân cuối cùng này, để nó giống như phần đầu. Phần đầu thì nó lẻ làm hai chân nhưng mà phần cuối thì nó còn dư,
nó lẻ một chân thì chúng ta sẽ móc là 3 mũi kép. Còn nếu mà các bạn muốn nó đều luôn á, thì ban đầu á, các bạn lên bính á, thì các bạn sẽ giảm cho mình một chân, thì các bạn sẽ móc cho mình là 150 thôi, thì tổng cộng chúng ta sẽ còn là 149 mũi nửa kép. Thì các bạn móc sẽ đều là hai đầu đều là hai mũi nửa kép hết như thế này. Rồi tiếp tục các bạn sẽ xoay ngược lại, các bạn sẽ móc cho mình là toàn bộ mũi nửa kép hết, là móc cho mình là 150 mũi nửa kép giống như thế này. Thì ở đây thì mình sẽ móc cho các bạn kiểu này, nó sẽ lặp đi lặp lại là mũi một hàng, hàng lẻ là các bạn sẽ móc cho mình là toàn bộ mũi nửa kép, hàng chẵn là móc cho mình là mũi nửa kép bỏ ô giống như ở dưới. Nghĩa là các bạn sẽ lặp đi lặp lại như vậy cho đến hàng thứ 36. Thì giống như mình đã nói thì các bạn sẽ đo, thì mình sẽ có thước dây, mình sẽ đo cho các bé từ cái phần ngực cho đến xuống phần eo là bao nhiêu cm, thì các bạn sẽ móc cho đến bao nhiêu hàng thì các bạn sẽ dừng lại để mình sẽ hướng dẫn tiếp cho các bạn. Cả người lớn lẫn bé nhỏ cũng vậy, các bạn sẽ đo 2 cm thì các bạn sẽ móc theo cái size của mình. Còn nếu ở đây thì mình sẽ móc tầm khoảng cho bé 2 tuổi thì trung bình cao khoảng 90, nói chung là mình nói là trung bình thì là 90, cao 90 cm, thì các bạn sẽ đo để phù hợp hơn, cũng như là các bạn theo cái số đo của mình để nó vừa với bé hơn. Tại vì mỗi bé nó chiều cao nó khác nhau, tuy là 2 tuổi, nhiều bé 2 tuổi thì nhiều bé chỉ có 80 mấy, nhiều khi là 82, còn nhiều bé nhiều khi cao vượt trội thì nó sẽ rơi tầm khoảng 90 đó chẳng hạn, hoặc là hở lớn hơn thì các bạn sẽ đo cho mình bao nhiêu cm giống như vậy. Rồi như thế này thì các bạn sẽ lặp đi lặp lại cho đến hết hàng, rồi mình sẽ hướng dẫn tiếp cho các bạn nhé. Đây thì mình đã móc xong như thế này. Tại vì các bạn biết không, ở đây thì kiểu như là mình có cái tật rất là lạ, vì mỗi lần mình móc á thì mình sẽ vẽ cái kiểu mẫu ra, rồi mình sẽ dựa vào cái kiểu mẫu mà mình vẽ rồi mình sẽ móc theo cái kiểu mẫu đó. Thì ở đây thì giống như mình đã cho các bạn xem này, đây là cái phần thân trước viền và cái phần váy đuôi cá và phần cổ. Thì cái phần cổ váy này á, thì các bạn có thể nhiều lựa chọn khác nhau. Các bạn có thể chọn làm kiểu váy cánh dơi này, hay là dây cột, hay là cổ chữ V giống như ban đầu mình nói. Thì trong quá trình móc thì mình cũng sẽ có một số thay đổi để cái phần cổ áo hay là cái dây áo của bé nó sẽ thích hợp hơn, nó sẽ đẹp hơn. Thì giống như thế này thì mình sẽ đo lại. Thì các bạn sẽ lưu ý cho mình nha, các bạn sẽ xác định cho mình là cái nào mặt trái, cái nào mặt phải. Thì cái mặt phải của nó là cái mặt mà các bạn sẽ móc cái phần mũi nửa kép này, còn mặt trái là cái mặt nằm phía bên trong giống như thế này đó. Đây là cái phần thân. Cái này thì mình sẽ lấy thước dây để mình đo cho các bạn xem, thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng 18 cm, là cái phần chưa có tính cái phần eo, tại vì mình còn trang trí cái phần ở phía dưới eo dưới nữa. Tại vì mình móc cái phần này để cái phần từ thân xuống với cái phần hơi eo thôi, thì mình sẽ có móc viền một khoảng ở dưới góc ở dưới đây nữa, thì nó sẽ rơi tầm khoảng tầm 19 đến 20 cm thì nó sẽ vừa. Tại vì các bạn móc nên, tại vì ở đây mình sẽ không móc là nó theo đúng sai cái người. Nếu các bạn đúng sai cái người thì các bạn móc mặc tầm khoảng nửa tháng hay là nửa năm gì đó, ủ lòng mặc tầm khoảng nửa năm thì nó sẽ hơi bị chật, nên đây mình sẽ móc dư hơn. Còn cái phần cổ á, thì mình nói mình sẽ trang trí sau, còn đây mình sẽ móc xong cái phần này rồi như thế này nè. Giống như mình đã nói thì cái mình sẽ cho các bạn xem lý do vì sao mình móc ở dưới cái chân bính thay vì nửa bính. Thì các bạn khi các bạn móc xong nó sẽ tròn bính giống như thế này, giống như hai đầu này, nó sẽ tròn bính như thế này, nó không có bị nhỡ bính, nó sẽ không có đẹp nha các bạn. Đây, bây giờ thì các bạn sẽ tiếp tục, các bạn sẽ lựa chọn cái này làm cái phần phía trên cái phần ngực áo. Thì phía dưới đây chúng ta sẽ móc viền, nhưng mà trước khi các bạn sẽ móc cái viền, lý do là mình móc ngắn là vậy,
Tại vì mình sẽ móc, mình sẽ thêu cái phần mà dây kéo trước, rồi sau đó mình mới móc cái phần viền. Từ khi các bạn móc phần viền, mình sẽ ráp hai cái phần này lại với nhau, thì mình sẽ móc trước. Ý là tùy các bạn, thì các bạn sẽ móc phần viền trước hay là các bạn móc trước. Tại vì khi các bạn móc trước thì mình sẽ không thể móc được cái phần viền cho cái phần này nữa. Thì ở đây mình sẽ móc cái phần viền làm toàn bộ mũi đơn, có nghĩa là các bạn thích móc cho mình là thêm hai hàng, mỗi bên là hai hàng mũi đơn nữa. Rồi cái phần cuối cùng khi móc xong thì mình mới nối hai đầu này với nhau. Đó, mình sẽ nối là hai phần đầu lại với nhau, sau đó mình mới móc cái phần viền ở phía dưới vô chỗ phần eo nha các bạn. Các bạn sẽ móc cho mình, ấy là móc tiếp tục luôn, tiếp tục cái phần viền như thế này, như thế này. Thì các bạn sẽ móc luôn, chúng ta sẽ không cắt. Các bạn sẽ móc cho mình là đây là mũi. Ở đây thì chúng ta sẽ không có chân bính rõ ràng, thì các bạn sẽ đâm, nhưng mà các bạn sẽ chừa cho mình, nó nghĩa là khoảng cách nó sẽ gần giống như cái phần khoảng cách của một cái bính như đó. Thì các bạn sẽ bắt đầu tiếp, đầu tiên các bạn lên cho mình trước một bính đi, sau đó các bạn sẽ đâm mũi đơn này, các bạn sẽ đâm cho mình cái vị trí nào nó thích hợp, nó vừa một chân là được, như thế này. Đó, các bạn sẽ móc cho mình một bính. Đó. Mọi. Đó, thì mỗi chân chúng ta sẽ móc cho mình là một mũi đơn. Thì các bạn sẽ móc cho mình tổng cộng là hai hàng mũi đơn. Như thế này. Đó. Các bạn sẽ móc tương tự như vậy cho đến hết hàng. Rồi sau đó các bạn sẽ lật lại, móc tiếp ở hàng đây, móc tiếp. Thì chúng ta sẽ móc cho mình là hai hàng mũi đơn. Thì cuối cùng ở đây thì các bạn sẽ cắt cho mình cắt chỉ đi. Rồi các bạn sẽ móc tiếp ở bên đây cũng vậy, hai hàng mũi đơn. Thì chân còn thì chúng ta sẽ không cắt. Các bạn khi các bạn móc xong ở hàng thứ hai rồi mũi đơn thì nó sẽ rơi giống như tương tự như này. Do các bạn lưu ý nha, để nó đẹp hơn thì các bạn sẽ móc móc cái phần mặt trong, bắt giống như bên đây như vậy, đâm từ bên đây trước, ở dưới đây trước, dưới đây các bạn sẽ móc lên, sau đó đổi ngược lại, các bạn sẽ móc xuống đây thì cái điểm cuối cùng chúng ta sẽ xuất phát ở dưới đây, để chúng ta sẽ móc cái phần viền luôn và nối hai đầu là với nhau nha các bạn. Xong thì các bạn sẽ lựa chọn cho mình cái mặt, đây là mặt ở phía trong này, đây là mặt phía ngoài. Rồi các bạn sẽ điều chỉnh cho mình ngay lại rồi mình sẽ bắt đầu nối. Thì mình cứ nối trước đã, thì cái phần mai, cái phần dây kéo thì mình sẽ mai sau. Tại vì mình nối hai cái phần này, tại vì mình sẽ móc thêm cái phần viền nữa. Cái phần viền này thật ra thì các bạn có thể có hai lựa chọn. Này nhóc mình được phát. Một là các bạn có thể móc đơn giản, nghĩa là móc một hàng tầm khoảng 3 cho đến 4 hàng là mũi nửa kép để làm cái phần viền, hoặc là các bạn có thể là móc bình thường. Sau đó thì mình sẽ trang trí thêm cái phần ren hoặc là móc để làm cái nơ. Ở đây thì mình sẽ móc kiểu để hở cái phần lưng, ý là hở cái phần ở giữa phần eo á, mình sẽ móc kiểu phần đó. Rồi đây là mình móc xong cái phần bên hông này, mình sẽ giữ lại này, mình sẽ không cắt. Sau đó thì các bạn sẽ móc cho mình, các bạn lên cho mình một bính này. Rồi. Rồi không, các bạn lên cho mình hai bính. Tại vì ở đây mình sẽ sử dụng một nửa kép. Nên các bạn sẽ lên cho mình là hai bính nha. Sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chân đầu tiên này. Nghe là chúng ta sẽ nối hai đầu này lại với nhau. Các bạn cũng có thể sử dụng là mũi đơn. Để ở đây mình thấy nó nhỏ, mình sẽ sử dụng mũi đơn cho nó tiện. Các bạn lên trước cho mình một bính này, để nó nhỏ hơn, để không nếu mà móc mũi nửa kép thì nó sẽ bị hơi hở cái phần dây kéo. Nên các bạn sẽ sử dụng cho mình là mũi đơn nhé. Là móc tổng cho mình là toàn bộ mũi đơn hết. Là như thế này.
các bạn móc như vậy cho đến hết hàng. Rồi mình sẽ hướng dẫn tiếp cho các bạn móc cái phần kiểu nhé. Đây, rồi mình sẽ móc để chỗ phần móc bính lên lại, mình sẽ nối lại hai đầu lại và lại với nhau như thế này, thì mình sẽ móc toàn bộ mũi đơn. Rồi kế tiếp mình sẽ móc cái phần kiểu cho cái phần eo, thì các bạn sẽ lên cho mình tận là ba bính giống như thế này. Ở đây mình sẽ sử dụng đó là mũi kép đôi, các bạn sẽ vòng lên cho mình là hai vòng. Bạn sẽ đâm cho mình chân đầu tiên, các bạn sẽ kéo mỗi lần kéo cho mình là 2 giây, mình sẽ kéo cho mình là 3 lần giống như thế này. Sau đó thì các bạn sẽ tiếp tục vòng tiếp cho mình 2 giây, đâm vào chân kế bên, các bạn kéo trước cho mình là 2 giây, sau đó các bạn vòng tiếp cho mình 1 vòng. Sau đó thì các bạn sẽ bỏ qua cho mình là 2 chân này, các bạn đâm vào chân thứ ba, kéo cho mình 2 giây. Rồi là nối là 2 điểm này, sau đó tiếp tục nối lại bình thường. Chúng ta ở đây thì mình, các bạn mỗi lần kéo cho mình 2 giây á, sau đó các bạn tiếp tục lên 2 giây này, móc 1 vòng tiếp, đâm vào cái điểm nối giữa 2 chân như thế này. Sau đó các bạn móc cho mình là một mũi kép bình thường giống như thế này, thì các bạn sẽ tạo cho mình đó là một chữ F. Rồi tiếp tục tương tự như vậy, vòng tiếp cho mình 2 giây, sau đó đâm vào chân kế bên. Kéo 2 giây, vòng tiếp 1 vòng, bỏ 2 chân, đâm vào chân thứ 3, kéo 2 giây, sau đó tiếp tục lên 2 bính. Sau đó các bạn 1 vòng, đâm vào điểm giao này, móc cho mình là một mũi kép bình thường. Đó, thì các bạn cứ móc tương tự lần lượt như vậy cho đến hết hàng. Thì ở đây tùy theo các bạn sở thích, các bạn có thể móc tầm từ 2 cho đến 3 hàng. Mình nghĩ ở đây mình sẽ móc 2 hàng là vừa. Đó. Kiểu này thì mình cũng không có biết là nên gọi nó là cái gì. Nó khi các bạn nhìn nó sẽ tương tự giống như là chữ X và chữ O, nên mình hay gọi cái kiểu nó là kiểu móc X O ấy. Tại khi có một kiểu dạng như là các bạn móc nó cũng tạo thành cái hình tương tự như này, nhưng mà nó sẽ không có chắc. Như cái kiểu kia thì nó giống như kiểu vận thần á, nhưng mà cái đường ở giữa nó sẽ không tròn như được như này, nó sẽ hơi vuông chút xíu. Còn đây nó móc chữ X này, nó dính chặt như này, nó không có bị hở. Thứ hai nữa là cái khoảng cách ở giữa nó sẽ tròn như thế này. Thì các bạn sẽ móc cho mình tầm khoảng từ 2 cho đến 3 hàng. Thì tùy sở thích, nếu các bạn muốn bảng nó to hơn thì các bạn sẽ móc cho mình 3 hàng. Còn muốn của em bé thì các bạn, mình nghĩ nên nấp móc 2 hàng thôi. Hàng này và hàng thứ hai nữa là đủ. Rồi. Đó, các bạn móc thì tương tự như vậy cho đến hết hàng. Rồi các bạn móc thêm mình một hàng nữa là 2 hàng. Thì như vậy thì mình sẽ hoàn thành xong cái phần ngực của cái phần cái váy nha các bạn. Cái phần eo như thế này, cái phần viền, cái phần eo. Sau đó mình sẽ cắt cái phần chỉ đi. Từ bắt đầu phần này trở đi á, thì mình sẽ móc màu sợi chỉ cô tông Việt Nam, sợi cô tông Nhật. Ở đây thì mình sẽ móc thêm một hàng là mũi đơn nữa. Nếu mà các bạn muốn cho nó dễ móc á, thì các bạn sẽ móc thêm cho mình một hàng mũi đơn. Còn không, nếu mà các bạn muốn móc luôn thì các bạn không cần móc cũng được. Tại vì mình muốn cho nó dễ móc thì mình móc thêm một hàng mũi đơn này, để cái phần bính á, chân mũi này nhìn nó sẽ rõ hơn. Như vậy thì mình hoàn thành xong cái phần 1, cái phần thân áo như thế này. Đây, như thế này. Ở đây thì mình cài cái phần ấy để cho các bạn dễ nhìn. Đây, thì phần phía sau này thì mình chưa đến cái phần cuối thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách trang trí luôn. Còn bây giờ thì mình chỉ chú trọng cái phần bắt đầu phía phần đuôi. Phần 3 thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm cái phần dây áo và cái phần phía sau của cho cái phần này. Các bạn lưu ý nha, mình cũng nói luôn là cái phần phía sau mình mai dây kéo á, để các bạn biết cái phần sợi
khâu hay là các bạn may bằng kim thì nó vẫn không có chắc chắn hơn cái phần vải của mình, tại vì nó có cái phần hở nó sẽ hơi lỏng. Thì để các bạn muốn cho nó chắc chắn á, thì đầu tiên là các bạn sẽ may trước cho mình một miếng vải lót, miếng vải lót nhỏ bên đây thôi, sau đó thì mình mới may cái phần dây kéo vào trong. Đến lúc đó thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn rõ hơn. Rồi sau đó mình sẽ may thêm một lớp, một cái phần giải viền cho hai bên nữa. Tại vì các bạn biết không, bé còn nhỏ mà nó hay dễ bị khó chịu, mình sẽ may cái phần giải lót. Lúc đầu thì mình sẽ định móc cái phần sợi rồi mình sẽ may vô, nhưng mà như vậy mình sẽ bị cộm cái phần lưng, nên mình sẽ sử dụng cái vải mỏng á. Thì các bạn sẽ may hai cái bên viền, sẽ không bị cộm cái phần này, sẽ không bị cộm cái phần vải với phần dưới đây này. Ở phần dưới đây nó sẽ bị cộm với bé, nên mình lúc đó mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách may luôn. Thì bây giờ thì mình sẽ đã hoàn thành xong cái phần mẫu giống như thế này. Đây. Rồi, ở phần kế tiếp thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn bằng phần đuôi của cái váy nhé. Và các bạn nhớ đừng quên hãy like, share, subscribe cho kênh của mình nha. Và chờ đón tiếp phần kế tiếp nha các bạn.